Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ông Donald Trump lại ra tòa ở tại New York liên quan đến vụ khai khống tài sản. Cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở tại tòa New York ở Manhattan vào sáng ngày 2 tháng 10, tức là khoảng 1 giờ trước khi bắt đầu phiên xét xử ông và các cộng sự, với cáo buộc là khai khống tài sản và thu lợi bất chính. Đây là hành động tiếp nối cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử. Chúng tôi có công ty tuyệt vời. Tôi đã xây dựng doanh nghiệp vĩ đại với hàng loạt bất động sản tuyệt nhất thế giới. Giờ đây tôi phải đối mặt với một thẩm phán đều giả, ông Trump đã nói trước khi bước vào trong phiên xử. Trước đó, cựu Tổng thống thông báo ở trên mạng xã hội Truth Social rằng tôi sẽ ra tòa để đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của mình. Bộ trưởng Tư pháp New York là bà Letitia James tuyên bố không ai được đứng ở trên luật pháp. Luật pháp rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh. Vụ kiện của chúng tôi sẽ chứng minh điều đó, bà James nói trước khi bà tiến vào tòa án. Bà James hồi tháng 9 năm ngoái đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Trump cùng với các cộng sự của ông ta với cáo buộc là đã thổi phồng tài sản thêm 17 đến 35%, tương đương với khoảng 812 triệu cho đến 2.2 tỷ Mỹ Kim trong giai đoạn từ 2011 đến 2021 để nhằm hưởng những khoản vay ngân hàng và những hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn. Trong tài liệu đã được công bố, bà James chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của ông Trump đã giúp cho ông ta thu lợi bất chính đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Theo đó, bà yêu cầu mức phạt là 250 triệu Mỹ Kim và lệnh cấm kinh doanh ở New York đối với ông Trump. Bà James khẳng định việc làm giảm giá trị của hơn chục tài sản ẩn chứa một hành vi lừa đảo lớn hơn và Bộ Tư pháp của New York sẽ tiết lộ các thông tin chi tiết hơn trong phiên tòa. Thống đốc New Jersey chỉ định là Alphonse Butler hoàn tất nhiệm kỳ thượng nghị sĩ Feinstein tại Quốc hội Mỹ. Thống đốc Gavin Newsom sẽ bổ nhiệm bà Alphonse Butler, một chiến lược gia đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang California để hoàn tất nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ Dianne Feinstein vừa quá vãng tại Quốc hội Mỹ. Văn phòng thống đốc gửi ra thông báo cho biết, khi chọn bà Butler, 45 tuổi, người đứng đầu Emily's List, một tổ chức lớn nhất Hoa Kỳ chuyên vận động cho nữ giới tham chính, Thống đốc Newsom hoàn thành lời hứa chỉ định một người phụ nữ da đen vào chỗ của thượng nghị sĩ Feinstein khi ghế này bỏ trống. Bà Butler sẽ là người phụ nữ da đen thứ nhì giữ chức vụ thượng nghị sĩ đại diện cho California tại Thượng viện Hoa Kỳ, sau bà Kamala Harris, người mà Butler từng giữ vai trò cố vấn. Đây cũng là lần đầu tiên một người đồng tính công khai đại diện cho tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Feinstein từ trần đêm thứ Năm thọ 90 tuổi sau một thời gian dài bệnh hoạn. Ngay lập tức sự chú ý đổ dồn vào thống đốc Newsom về việc bổ nhiệm người sẽ hoàn tất nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ Feinstein vào năm 2024. Nhiều nhóm vận động và chính khách da đen từng áp lực ông Newsom chọn dân biểu Barbara Lee, 77 tuổi, một người da đen đại diện địa hạt vùng Oakland để thay cho thượng nghị sĩ Feinstein. Bà Lee là một trong số những chính trị gia dân chủ đang ngắm nghía ghế thượng nghị sĩ của bà Feinstein, trong đó có dân biểu Katie Porter từ Irvine và Adam Schiff từ Burbank. Ông Newsom từng nói là ông không muốn chỉ định bất cứ ứng cử viên nào khả dĩ vì điều đó sẽ cho họ một lợi thế trong cuộc đua năm tới. Thế nhưng ông Newsom cũng không yêu cầu bà Butler phải hứa hẹn không ra tranh cử. Phát ngôn viên Anthony York của thống đốc cho hay, hạn chót để ứng cử viên nộp đơn tranh cử năm 2024 là ngày 8 tháng 12 năm nay. Bà Butler hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Maryland. Bà dọn về vùng thủ đô Hoa Kỳ kể từ khi lãnh đạo Emily List, nhưng bà có nhà tại California và sẽ tái ghi danh đầu phiếu trong tiểu bang vàng trước khi bà tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Tờ OC Register trích lời một người không nêu danh tánh từ văn phòng thống đốc Newsom về chi tiết này. Từ tháng 10 năm nay, thì 40 triệu người Mỹ vẫn còn nợ chính phủ liên bang những khoản vay sinh viên. Họ sẽ cần phải bắt đầu thanh toán. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, chính phủ liên bang đã tạm ngừng thu gốc và lãi, cũng như là lãi cộng dồn của các khoản vay dành cho sinh viên để nhằm giảm bớt đi áp lực tài chính và khắc phục khó khăn cho người đi vay trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, với việc dịch bệnh dần dần kết thúc và cuộc tranh luận chính trị ở trong nước, cũng như chính sách tạm ngừng trả nợ sinh viên liên bang cũng đã kết thúc. Kể từ tháng 9 năm nay, lãi suất cho các khoản vay dành cho sinh viên liên bang đã tiếp tục tích lũy và bắt đầu từ tháng 10. Những người Mỹ vẫn còn nợ tiền học sẽ phải đối mặt với áp lực buộc phải trả nợ một lần nữa. Đài CNBC nêu rõ con số này. Khoảng 40 triệu người. Đài CNBC cũng đưa ra một số biện pháp khẩn cấp đối với những người vay không có khả năng trả đủ số tiền hàng tháng. Chẳng hạn như nếu thu nhập quá thấp, người vay có thể xin trợ cấp khác, xin hỗ trợ giảm lãi suất phải trả hoặc là trả trước một phần, vân vân.
Tuy nhiên, vì tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy, nên người vay tốt nhất là cố gắng trả nợ nhiều nhất có thể. Ông Ron DeSantis tuyên bố không làm cấp phó cho ông Trump. Không, tôi tranh cử vào vị trí tổng thống. Thống đốc Florida Ron DeSantis trả lời Fox News khi được hỏi về tình huống ông được cựu tổng thống Trump mời làm người cùng tranh cử với cương vị phó tướng. Chúng ta cần ai đó có thể phục vụ hai nhiệm kỳ. Chúng ta cần ai đó có thể thắng ở những tiểu bang như Georgia và Arizona, điều ông Trump không thể làm được, điều mà những ứng viên Cộng hòa khác dễ dàng thực hiện, ông DeSantis nói. Ông đưa ra bình luận sau khi ông Trump nói rằng chưa tìm thấy ứng viên tiềm năng nào cho vị trí phó tổng thống để cùng ông chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Ông Trump mô tả các ứng viên của đảng Cộng hòa đều là người tìm việc. Họ sẽ làm mọi thứ, bộ trưởng gì đó, họ thậm chí còn đề cập đến ghế phó tổng thống. Có ai thấy phó tổng thống nào trong nhóm đó không? Tôi không nghĩ vậy. Ông Trump phát biểu tại một nhà máy linh kiện xa hơi ở Clinton Township, tiểu bang Michigan. Ông DeSantis, 44 tuổi, từng được coi là đối thủ đáng gờm của cựu tổng thống Trump, 77 tuổi, trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, kết quả các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump vẫn thống trị đường đua nội bộ Cộng hòa, dẫn trước với khoảng cách ngày càng xa so với vị trí thứ hai của thống đốc Florida. Một cô giáo ở tiểu bang Missouri bị thôi việc bởi vì trình diễn ở trên một trang mạng khiêu dâm. Theo hãng tin AP, cô Brianna Copage, 28 tuổi, là giáo viên trung học ở tiểu bang Missouri, đã bị đình chỉ công việc ở tại trường St. Clair High School sau khi các giới chức phát hiện ra là cô trình diễn ở trên một trang mạng khiêu dâm. Cô giáo Copage dạy môn Anh ngữ cho học sinh lớp 9 và lớp 10. Cô cho biết những rủi ro có liên quan khi cô tham gia vào việc trình diễn ở trên trang mạng mang tên là OnlyFans vào mùa hè để kiếm thêm thu nhập. Trong khi mức lương giáo viên là vào khoảng 42.000 Mỹ Kim cho một năm, thì cô kiếm thêm được từ 8 đến 10.000 Mỹ Kim mỗi tháng từ khi cô tham gia trình diễn ở trên trang mạng OnlyFans. Hiện nay, học khu đang đưa ra sự việc cho các chuyên gia pháp lý để điều tra và tư vấn về cách giải quyết. Cô Copage bảo vệ quyết định tham gia trình diễn trên trang mạng OnlyFans vì tin rằng nội quy chỉ cho những ai có trả tiền thành viên thì mới được xem. Cô khẳng định là không có nội dung nào được quay phim hay là đăng tải ở trên mạng được thu hình ở trong khuôn viên của trường học. Cô cũng không hối hận khi lên trang mạng OnlyFans để trình diễn và cô cho rằng không có gì sai trái để xấu hổ khi làm việc này. Trong khi dự đoán về sự nghiệp giảng dạy của mình sẽ chấm dứt thì cô cho biết là chương mục ở trên tài khoản OnlyFans của cô lại có thêm khoảng 100 thành viên mới khi câu chuyện rắc rối với trường học trở nên ồn ào hơn. Với tình hình có thêm khách như thế thì cô giáo vẫn tiếp tục thu hình, trình diễn và đăng tải. Người Mỹ thu nhập trung bình khó mua nổi nhà. Nghiên cứu của hãng dữ liệu bất động sản Atom tiến hành tại 575 quận hạt ở Mỹ cho thấy 99% người Mỹ thu nhập trung bình, tức kiếm được khoảng 71.000 Mỹ Kim một năm, không đủ khả năng chi trả. Nghiên cứu đại diện cho tổng cộng 3.143 quận hạt tại 50 tiểu bang của Mỹ. Hãng dữ liệu bất động sản Atom định nghĩa không đủ khả năng chi trả là phải dành hơn 28% thu nhập hàng năm để trả tiền nhà. Chúng bao gồm tiền thanh toán khoản vay, bảo hiểm chủ sở hữu nhà và thuế bất động sản. Các chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân làm giá nhà ở Mỹ liên tục leo thang, khiến chúng nằm ngoài tầm với người thu nhập trung bình. Cụ thể, lãi vay mua nhà hiện tại đã lên tới 7% một năm, tức là người mua phải trả thêm hàng trăm Mỹ Kim mỗi tháng so với trước. Cùng với đó, những người đã mua nhà trong thời kỳ lãi suất cực thấp không muốn bán nhà để mua lại căn mới với lãi vay cao hơn nhiều. Do đó, nguồn cung nhà ở hiện hữu ngày càng khan hiếm, đẩy giá lên cao. Theo Hiệp hội Địa ốc Quốc gia, tính đến tháng 8, giá nhà hiện hữu trung bình trên toàn quốc là 407.100 Mỹ Kim, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi vay mua nhà trung bình thời hạn 30 năm là 7,19% mỗi năm, tăng từ mức 6,48% vào đầu năm 2023. Theo Freddie Mac, các thành phố có giá nhà vượt tầm với rất nhiều người thu nhập trung bình gồm Los Angeles, Chicago, Phoenix, San Diego và Orange County, trong khi các khu dân cư xung quanh Cleveland, Detroit, Houston, Philadelphia hoặc Pittsburgh có giá nhà phải chăng nhất. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.